Hi, chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau ở trong video mới. Hôm nay mình nhận được một món đồ khá là lớn từ Úc về. Món đồ này mình đã đợi rất lâu rồi, cho dịp Tết này. Như các bạn thường nghe thì chúng ta mua đồ xách tay. Về đồ xách tay là như thế nào? Đồ xách tay là chúng ta có người thân ở nước ngoài gửi về Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ bóc hộp để các bạn cùng xem chúng ta có những gì ở trong đây nhé. Các bạn thấy ở trên thì có tên mình và số điện thoại nha. Mình sẽ unbox để các bạn thấy. Mình không mang dao gì cả, thôi mình xé luôn. Ok. Thực sự thì đây là một món đồ rất là tuyệt vời. Mình đã sử dụng nhiều lần rồi nhưng mà chưa bao giờ mình mua cả. Lần này có cơ hội thì mình mua, mình dùng để chia sẻ luôn với các bạn. Cái đầu tiên ở trong hộp các bạn thấy này, đây là một chiếc nón khá là đẹp. Chiếc nón này có chữ này, có chữ Australia này, các bạn thấy không? Và được thêu cực kỳ đẹp luôn. Mình rất thích những chiếc nón mà có chữ thêu như thế này, chúng ta sử dụng nó không có bị hư. Ok, còn thơm lắm, mới tinh luôn. Còn cả tem này, các bạn thấy không? Tem của Úc này. Có vẻ rất là hợp với cách mặc đồ tối màu như của mình. Chiếc tem này thì sẽ bỏ lại hộp và để làm kỷ niệm luôn. Chúng ta đi coi tiếp bên trong có gì nhé. Mình không mang dao lên. Thôi chúng ta kéo ra đi. Xốp này các bạn. Ở trong thì có xốp nha, để tránh sản phẩm của chúng ta bị hư hỏng. Hết rồi, chỉ có ở trong thì có một số miếng xốp khác để lót dưới đáy và những cây xốp như thế này để sản phẩm của chúng ta nó không có bị hư hại khi chúng ta vận chuyển đi xa. Và tất nhiên là những thứ này chúng ta nên giữ lại, và khi chúng ta đi đâu xa thì chúng ta bỏ vào, chúng ta gửi cho người khác cũng được. Rất là nhiều xốp các bạn, rất là nhiều xốp ở trong. Ok, cảm ơn chị mình gói rất là cẩn thận. Yeah, mở ra các bạn xem nhé. Này một cái, ok, các bạn thấy ở đây không? Ở đây mình có một chiếc túi của nghi công này. Đố các bạn đoán được đây là chiếc ống kính nào. Cái túi lớn như này thì các bạn cũng có thể dễ đoán ra. Chiếc túi còn rất là mới. Có lẽ nó có cái mùi của cái nón này này. Nhưng mùi có cảm giác rất là mới. Giờ mở các bạn thấy nha. Vẫn có miếng nón ở trong này. Chị mình gói rất là cẩn thận. Ok, miếng lót ở trong. Yeah, có một chiếc USB. Ở trong cũng có miếng lót các bạn. Ở trong này có miếng lót. Không nghĩ là chiếc len và chiếc túi nó còn mới như thế này nữa. Rất là thơm các bạn, cực kỳ thơm luôn. Một mùi thơm rất là dễ chịu. Ok, bây giờ chúng ta tới vật chính nha. Các bạn đoán được chưa? Đến đây mà không đoán được nữa thì... Ok,
gửi các bạn. Các bạn thấy rồi chứ, đây là chiếc Nikon 70-200 bản VR2 nha các bạn, có lớp nano. Một điều rất là bất ngờ là còn mới lắm các bạn ạ. Các chữ ở trên đây còn rất là đẹp. Còn chưa bị bay màu nữa. Okay, bây giờ mình sẽ mở ra để các bạn thấy. Chúng ta có một chiếc cáp có mã là LC77 nha các bạn. LC77 của Nikon nha. Những chiếc cáp xịn thì thường sản xuất ở Thái Lan. Các bạn nên cố giữ gìn những chiếc cáp như thế này. Một lần mình đã đánh mất chiếc cáp này khi 58 thôi. Mình mua lại chiếc cáp gìn thì rất là mắc. Ok, chiếc len của chúng ta còn rất là đẹp. Chúng ta có một chiếc hút. Chúng ta có một chiếc hút với mã là HB48 mà được sản xuất ở Nhật Bản. Chiếc hút này thì cũng có giá khá là cao. Hôm trước mình có đi hỏi một chiếc hút cho chiếc Nikon 60mm. Một chiếc hút cực kỳ đắt tiền. Với một chiếc hút nhỏ xíu như vậy mà chúng ta vẫn phải bỏ ra khoảng trên 700 ngàn chúng ta mới mua được một chiếc hút gì. Với những chiếc hút xịn như thế này và to như thế này thì mình nghĩ nó phải trên 1 triệu đồng. Ok, chúng ta còn một chiếc cáp sau nữa nha các bạn. Ok, chiếc cáp sau của chúng ta có mã là LF4 và cũng được sản xuất ở Thái Lan luôn. Chiếc len còn rất là đẹp. Chiếc nhà chưa chảy nhiều. Mình cũng nghĩ là chiếc len này mới như vậy. Các vòng cao su ở đây còn mới tinh luôn và chưa có hiện tượng bị mòn do tay cầm. Mình cũng cầm qua khá là nhiều len rồi và mình dễ dàng cảm nhận được độ khít và độ mòn của những chiếc vòng cao su này. Ok. Thực sự mùi rất là thơm và mình thích ngửi cái mùi này. Vì là len cũ nên ở trong len sẽ có một số hạt bụi ở phía trước và phía sau. Và chiếc ống kính này không sử dụng filter cho nên bụi cũng không có sao cả. Ok, bây giờ mình sẽ quay cận cảnh để các bạn thấy về chiếc len nhé. Cực kỳ đẹp và mình sẽ gắn lên chiếc Nikon D7001 của mình để mình thử cho các bạn xem. Đây là hình ảnh sau khi mình đã gắn vào thân máy Nikon D7001. Như các bạn đã biết, chiếc Nikon 70-200 VR là một chiếc len đa dụng, có chất lượng rất là tốt và thường xuyên được sử dụng ở trong chụp ảnh chân dung. Và đây là một lựa chọn hàng đầu cho những người làm dịch vụ như chụp ảnh cưới hay là chụp ảnh các sự kiện và có yêu cầu về chất lượng ảnh cao. Ống kính này có khối lượng khoảng 1.500g và sở hữu 7 thấu kính ED cùng hệ thống chống rung VR2 của Nikon và rất nhiều tùy chọn ở trên thân ống kính để chúng ta có thể sử dụng hợp lý hơn. Đây là chiếc ống kính dành cho các máy full frame. Khi chúng ta gắn lên các máy DX sẽ cho chúng ta một cảm giác hơi bị mất cân bằng do trọng lượng của ống kính quá lớn, còn thân máy DX thì lại hơi bị nhỏ. Để cân đối hơn, chúng ta nên sử dụng với grip. Bây giờ chúng ta cùng đi xem qua một vài thông số của chiếc ống kính này. Đầu tiên, chúng ta có loại ống kính là IFS với tiêu cự là từ 70-200mm và ống kính sở hữu khẩu độ là 2.8, toàn dài từ 70-200. Với ống kính IFS như thế này, chúng ta có thể sử dụng trên tất cả các body của Nikon, có một tờ lưới nét hoặc là không có một tờ lưới nét ở trong thân máy. Đây là ống kính chất lượng cao của Nikon nên sẽ có ký hiệu nano ở bên góc phải mà các bạn đang nhìn thấy. Ống kính cũng sở hữu một hệ thống chống rung khá là tiên tiến của Nikon, gọi là Nikon VR2, có khả năng chống rung là 4 stop cho chúng ta chụp với tốc độ tiêu chuẩn thấp hơn 4 lần. Tuy ống kính này là ống kính đã qua sử dụng rồi, nhưng các bạn để ý các vòng cao su và cái chữ màu vàng ở trên thân ống kính còn như mới, chưa có bị chảy xước gì. Và vòng cao su còn rất là đẹp. Ở Việt Nam là môi trường nóng ẩm và có nhiệt độ khá là cao. Nếu muốn bảo vệ vòng cao su này, các bạn có thể mua loại vải chuyên cuốn ống kính để cuốn lên, hoặc là những vòng đệm để các bạn tránh tiếp xúc với những vòng này. Vòng này thì có thể thay được, nhưng mà khi chúng ta mua lại thì hơi khó một chút. Trên thân ống kính sẽ có một cửa sổ để chúng ta biết được máy đang lấy nét ở khoảng cách bao nhiêu và giúp chúng ta lấy nét tay được tốt hơn. Ở đây sẽ có hai giá trị hiển thị để các bạn thấy là feet và mét. Ống kính của chúng ta có thể chụp gần nhất là 1.4 mét và chụp tốt ở trong khoảng 10 mét.
Nếu chụp xa hơn, ở trên cửa sổ này sẽ hiện là vô cực. Nếu các bạn ở nước ngoài thì các bạn sử dụng hệ fit, còn ở Việt Nam thì sẽ sử dụng hệ mét. Ở gần thân máy hơn, chúng ta có một vòng dùng để điều chỉnh tiêu cự của ống kính. Vòng này hoạt động vô cùng mượt và có thể sử dụng với một ngón tay thôi. Chúng ta có thể cảm nhận độ mượt này khi chúng ta sử dụng qua những ống kính đời thấp hơn và sử dụng dần dần lên cao. Các bạn sẽ cảm nhận được những ống kính cao cấp khác biệt ở chỗ nào. Như các bạn đã biết, đây là loại ống kính sử dụng lớp nano của Nikon và loại ống kính khá là cao cấp. Khi chúng ta mua hàng đã qua sử dụng thì chúng ta nên kiểm tra kỹ mặt trước của thấu kính có bị chảy hay là có bị mốc hay không. Nhưng mà trong điều kiện khá là khô như ở bên Úc thì mình nghĩ là không có thể mốc được đâu. Với ống kính không sử dụng filter như thế này nữa thì chúng ta kiểm tra xem có chảy hay không. Với những ống kính sử dụng lớp nano và có chất lượng rất là tốt như thế này thì mình sẽ không sử dụng filter cho ống kính. Nếu có thì mình sẽ sử dụng filter thật là đắt tiền. Nhưng mà chúng ta đầu tư một filter như vậy thì có giá khá là cao, và hiệu quả mang lại thì cũng chưa thấy đâu cả, ngoài việc chống bụi. Các bạn cũng đã biết rằng những ống kính cao cấp của Nikon đều có khả năng chống chịu thời tiết và kháng bụi khá là tốt. Cho nên việc đầu tư filter hay là kháng bụi thì cũng không quan trọng lắm. Khi chúng ta lắp một filter có chất lượng không đảm bảo lên phía trước của hệ thấu kính thì chúng ta sẽ rất là lãng phí lớp nano của chiếc lens này. Mình có sử dụng filter của Hoya cho một số ống kính của mình và mình thấy chất lượng ảnh có bị thay đổi, cho dù những filter đó là loại filter chính hãng và có chất lượng tốt. Để kiểm tra thấu kính có chảy hay không, chúng ta nên thổi sạch bụi trước, sau đó chúng ta xem ở dưới nhiều nguồn sáng khác nhau và nhiều góc độ khác nhau. Vết chảy thì khá là dễ phát hiện thôi. Và trong trường hợp này, thấu kính của mình hoàn toàn không bị chảy gì cả và còn rất là đẹp, ở bên trong cũng không thấy bụi gì. Khi đi mua các ống kính cũ thì các bạn nên kiểm tra thấu kính trước thật cẩn thận. Mình thấy một số bạn bán những chiếc lens giống của mình ở trên Facebook hay là một số cửa hàng thấu kính trước có bị chảy và bán rất là rẻ, chỉ dưới 20 triệu thôi, nhưng mà không ai mua cả. Cho nên nếu các bạn gặp những trường hợp mà thấu kính bị chảy như vậy thì các bạn không nên mua. Vì thấu kính đầu tiên đã bị chảy rồi thì các bạn sẽ gặp vấn đề lớn khi chụp ngược sáng hay là chụp trong những điều kiện ánh sáng phức tạp. Và việc thay thấu kính thì coi như bạn đã mua một chiếc lens mới rồi. Ok, nếu gặp những trường hợp bị chảy như vậy thì các bạn không nên mua nhé. Không kém quan trọng nữa là chúng ta kiểm tra những kết nối và phần ngàm ở phía sau và thấu kính ở phía sau nữa. Những con ốc này còn đẹp hay không và những kết nối còn tốt hay không. Như các bạn thấy thì phần ngàm của chiếc ống kính mình đang sử dụng còn rất là đẹp và gần như không có bị chảy gì cả, chứng tỏ ống kính này được sử dụng rất là kỹ. Ống kính của chúng ta có khả năng chống chịu thời tiết nên các bạn sẽ thấy cái gioăng cao su ở đây. Gioăng này sẽ ngăn bụi vào trong thân máy và ống kính của các bạn và ngăn nước lọt vào trong phần ngàm khi các bạn chụp ở trong điều kiện có nhiều sương mù hay là có mưa nhỏ. Các bạn cũng kiểm tra những con ốc ở trên ống kính đã được mở hay chưa. Như các bạn thấy đây, các con ốc này thì còn mới tinh và không có dấu hiệu bị chỉnh sửa gì cả. Sau phần đó thì chúng ta kiểm tra thấu kính bên trong. Thấu kính của chiếc Nikon 70-200 này làm rất sâu ở bên trong, cho nên khả năng bị chảy gần như là không có, chỉ có bụi mà thôi. Mình cũng đã xem kỹ thấu kính bên trong này rồi, không hề bị chảy một chút nào. Chỉ có vài hạt bụi thì chúng ta có thể sử dụng bóng khí để chúng ta thổi những hạt bụi đó bay ra. Các bạn để ý phần đuôi của ống kính sẽ được trang bị một lớp nỉ để có khả năng cả những hạt bụi đi vào trong ống kính. Ở phần mặt dưới của ống kính chúng ta sẽ có số series và trên một chút chúng ta sẽ có đầy đủ các thông tin kỹ thuật của chiếc lens này. Chiếc ống kính của chúng ta được sản xuất ở Nhật Bản nha các bạn, và sử dụng filter là Phi 77 cùng hệ thống chống rung, thấu kính ED và khả năng nén nét là IF, không thay đổi chiều dài của ống kính và thấu kính trước không bị xoay khi nén nét. Về mặt tính năng, ống kính của chúng ta được trang bị khá là đa dạng như là ưu tiên tự động nén nét, ưu tiên nén nét tay và chế độ chỉnh tay. Chúng ta còn những tùy chỉnh khác, đó là giới hạn khoảng cách nén nét. Ở chế độ nén nét đầy đủ thì ống kính sẽ nén nét lâu hơn bình thường. Các bạn có thể giới hạn khoảng cách nén nét từ 5m tới vô cực. Nếu như chúng ta chụp những chủ thể ở khoảng cách ngoài 5m để ống kính có thể nén nét được nhanh hơn. Chúng ta có phím tắt hoặc mở chức năng chống rung. Và chức năng chống rung này có hai chế độ là chế độ bình thường và chế độ active. Các bạn có thể sử dụng chế độ active khi các bạn di chuyển trên các phương tiện tàu xe có độ rung cao hơn. Và các bạn nên sử dụng chế độ bình thường khi các bạn đang đứng ở trên mặt đất. Và các bạn nên tắt chế độ chống rung khi các bạn gắn ở trên chân máy để ống kính có khả năng chụp tốt hơn. Ok, như vậy là đã chia sẻ xong với các bạn
về chiếc ống kính Nikon 70-200 VD2. Mình sẽ chụp và trải nghiệm ống kính này với nhiều thể loại khác nhau và sẽ gửi ảnh đến các bạn ở trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn có nhiều ảnh đẹp.